Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với cây hoa giấy. Cây hoa giấy của mình trồng trên ban công chung cư. Đó. Ánh sáng không được đầy nhiều lắm. Nó dạng thiếu ánh sáng. Nhưng mà hôm nay mình xin hướng dẫn cái cách để chăm sóc cái cây hoa giấy này ra hoa liên tục. Hôm nay đang là ngày mùng 9 tháng 9 tháng 12. 9 tháng 12 chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết ta. Tết âm lịch. Đấy. Mà cái hoa giấy này của mình nó đang trúng chín nụ và bung hoa. Chuẩn bị cho một lứa hoa mới nhá. Đấy, thấy chưa? Cái này nó mình mới cắt, bỏ cho nên là nó tay tán nó không được nhiều. Cây này mới trồng, được 2 năm. Đấy, mình xin đi giới thiệu các bạn đây nhá. Đây là những cái bông hoa cũ nhá. Hoa này hoa cũ này. Hoa đấy, cánh nó đã tàn hết rồi. Hoa cũ. Đây những vết cắt mình, những vết cắt mới này. Đó. Hoa trước rồi mình cả ra hoa lẫn chơi thì cây này nó vào được khoảng 2 tháng. Hoa rất đẹp luôn, bùng hoa kín mít hết cái giàn này luôn. Đấy nhưng mà mình với sau khi nó hoa nó tàn rồi này thì mình bắt đầu tiến hành cắt, bỏ. Mình cũng tiến hành cắt một số các cái cành. Và sau khi mình cắt thì mình ngắt nước 1-2 hôm, xong đấy mình tiếp tục tưới và cho ăn, cho ít lần mà. Và bây giờ cây hoa này, hoa giấy này, tiếp tục bùng nụ bùng hoa này. Đó, hoa mới nụ. Hoa mới nụ này là đảm bảo là chơi Tết nhá các bạn nhá. Đang rất là nhiều luôn. Mầm mới đây này. Cái mùa đông nó rét thì nên là mầm nó lên như này là quá kinh. Hoa này đấy, ngoài kia đầy hoa luôn. Thấy chưa? Đó, rất là nhiều nhé. Đây hầu như các cái cành mình đều cắt. Đây này, cắt đây, vết cắt. Vết cắt đây. Vết cắt, tất cả cái đầu cành mình cắt. Cắt này để cho nó bật lại. Đó, nhìn cái cành. Cành này mình cắt. Đó, nhá. Cắt, để cho nó bật lại. Cho nó bật mầm lại. Thì sau khi mình cắt thì mục đích của mình là muốn tạo một cái lứa mầm mới để cho nó tay răm cành nó nhiều lên. Thế nhưng mà không ngờ mùa mùa đông mầm nó trả ra và nó lại ra hoa. Thế mình lại ra hoa đợt này là mình có thể chơi Tết. Đây này, sau khi mình cắt ở trên nó tức thì ở dưới này nó bật mầm này. Bật mầm. Đấy, cái lân kia là lân mình bón kìa. Đó. Trong trong chậu ấy rất đơn giản thôi. Cây này của mình nó cao khoảng 2,5 m, 3 m. Nó đang quay ngược sáng cho nên là nó mờ mờ ảo ảo. Rất là đẹp nha. Đấy. Rất là đẹp luôn nha các bạn nha. Đó. Các bạn ở nhìn ở trên kia đấy, nó đang bật mầm. Những cái mầm nó đang bật. Cái vết cắt, bỏ một cái cành to ở đấy, mầm nó đang bật rất là nhiều. Đó. Rất là nhiều hoa nha.
Tiếp tục mình giới thiệu cái cây bên này. Cây bên này mình đang cây này. Cây nữa mình đang ngắt nước nên là lá nó đang héo đấy. Mình mới cắt. Đấy, mình mới cắt. Cắt hết. Cắt và ngắt nước. Lá nó đang héo. Mình cắt này mục đích để mình với cây mình nó còn non còn bé nên mình cắt để mình tạo tán mà, tạo dăm bông. Thế cho nên là nó mình cắt gọn như thế. Thế các bạn cây mà nó đã to rồi, nó xòe đẹp rồi thì không nên cắt. Cắt này xong mỗi năm mình lại cắt lên thế nó sẽ dăm bông rất là nhiều, rất là đẹp. Đấy là cây mình đang cắt nước nhá, để ra hoa Tết đấy. Còn cây này bây giờ là còn 1,5 tháng nữa là Tết. Và bây giờ nó đang bung nụ này, là thời điểm Tết là hoa rất là đẹp luôn, kín hoa cái ban công này luôn. Đấy nhá, xin cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn.